Xin chào, đây là Vẽ Tranh Vẽ Chuyện và mình là Sò đây. Hôm nay thì mình sẽ kể về một cái gọi là cái lần đầu tiên mà mình nhận commission nha. Cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian 2017 và một mùa hè. Khi mà mình cảm thấy là thật sự lúc đó là cái trình độ của mình nó cũng không phải gọi là quá là đẹp á các bạn. Nó cũng ở cái một cái trình mà mình nghĩ là nó cũng bình thường như mọi người thôi. Nhưng mà mình đã có một bạn eSports và bạn này thì đặt commission của mình. Cảm giác của mình lúc đó thì vui, rất là vui. Và cảm giác giống như là ngay lúc đầu mình cảm thấy là không tự tin. Bởi vì lúc đó thì mình cũng thấy là mọi người mở commission rất là nhiều. Và mình cũng tham khảo xem cái nét vẽ của mình là đã vẽ commission được hay chưa. Và mình cũng băn khoăn rất là nhiều khi mà có một cái bạn vào và đặt commission của mình. Mình đã hỏi bạn ấy là kiểu tại sao bạn lại muốn đặt mình vẽ commission, hoặc là bạn cảm thấy là mình vẽ commission có ổn hay không. Nói chung là lúc đó mình khá là tự ti với lại cái trình độ vẽ lúc đó của mình. Các bạn cũng biết là năm 2017 mà đúng không? Cái trình độ của mình thì dĩ nhiên là nó cũng không có được xuất sắc lắm đâu. Sau đó nói chung là mình cũng hoàn thiện cái commission đó, và cá nhân mình cảm thấy là mình rất là có một cái cảm xúc gì rất là đặc biệt với cái người đầu tiên đặt commission của mình, bạn biết không? Kiểu như là bạn ấy đã cho mình một cái niềm tin là mình có thể vẽ được và mình có thể làm được, you can do it, kiểu như vậy á. Và mình rất là vui khi mình hoàn thành commission đó. Tuy nhiên sau đó thì mình cũng gặp một cái câu chuyện, đấy là bùng commission. Và lần đầu tiên mình bị bùng commission, dĩ nhiên không phải bạn khách đó rồi, là một bạn khách khác. Nhưng mà nói chung là bạn khách này thì cũng thuộc cái dạng mà những cái lần đầu tiên mà mình làm commission đó các bạn, và mình bị bùng commission một vố. Có thể là bạn đó như thế nào đó, hoặc là bạn ấy không hài lòng hoặc sao đó, nhưng mà nói chung là bị bùng commission các bạn ạ. Đó là một cái commission mà COD, có nghĩa là thu tiền, nhận hàng xong thu tiền á. Thì cái bức tranh đó đã quay trở lại với tay của mình. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình bị cái chuyện, câu chuyện là bị bùng commission, khá là buồn. Nhưng mà thôi không sao cả, mình nghĩ là lâu lâu mới bị một lần, mình hy vọng là vậy. Dĩ nhiên thì sau đó thì mình cũng có nhiều khách commission hơn, và cũng có nhiều cái câu chuyện bị bùng commission hơn nữa. Mỗi người thì có một cái câu chuyện khác nhau. Có những người thì có thể là bùng commission xong rồi họ sẽ viện những cái lý do mà nghe rất là vô lý, ví dụ như là mẹ em không cho nhận commission, hoặc là tháng này em lỡ tiêu hết tiền rồi, em không lấy commission nữa, vân vân và vân vân. Mình gặp rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Thậm chí là có một cái commission mà mình đi ship á các bạn, đi ship mà cũng không nhận luôn, thì khá là buồn. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không có vẽ commission nữa rồi, nên là những cái câu chuyện đó với mình bây giờ thì nó cũng chỉ còn trong ký ức thôi. Sau này khi mà có nhiều cái hình thức thanh toán hơn, ví dụ như là Momo hay là Zalo Pay, hoặc là những cái ví thanh toán điện tử các bạn, thì mình hạn chế cái việc mà COD hơn. Và cũng như là nếu mà có thì mình sẽ yêu cầu là cọc trước để mà khỏi bị bùng commission. Đó là những cái trải nghiệm đầu tiên của mình khi mà mình làm commission. Vậy thì cái lúc mà mình nhận được cái số tiền đầu tiên khi mà mình mở commission thì mình cảm thấy như thế nào? Đó là một cái số tiền mà mình có thể gọi là khá là lớn trong cái khoảng thời gian đó của mình á. Kiểu như là từ nhỏ lớn thì mình cũng có đi làm khá là nhiều cái công việc lặt vặt nhỏ nhỏ, ví dụ như là đi làm hạt sen, đi làm hạt điều, đi đan vát, rồi vẽ tranh, thuê tranh mướn cho những đứa bạn cùng lớp, hoặc là những cái công việc mà nó tay chân một chút á các bạn. Thì ngày xưa còn nhỏ thì mình hay kiểu được mẹ cho đi làm cùng á, hoặc là mình sẽ tự đi làm mình nó thứ. Thì nhưng mà nói chung là những cái số tiền đó là những số tiền nhỏ, còn cái số tiền commission đó là cái số tiền lớn đầu tiên mà mình nhận được, và cũng như là số tiền đầu tiên mình kiếm được nhờ cái khả năng vẽ, và cũng như là một cái gì đó mà mình cảm thấy là nó chuyên nghiệp hơn. Và dĩ nhiên số tiền đó mình rất quý. Sau đó hình như là mình dùng nó để mà mua họa cụ thì phải, mình nhớ là vậy. Và cũng như là rất là vui khi mà nhận được cái số tiền đầu tiên đó. Đến bây giờ khi mà mình đã không còn vẽ commission nữa rồi thì mình vẫn nhớ những cái kỷ niệm về ví dụ như là lần đầu tiên mình làm commission, ví dụ như là lần đầu tiên bị bùng commission, vân vân và vân vân. Nói chung là cũng nhiều những cái chuyện mà nó không vui thì mình vẫn buồn, nhưng mà những cái ký ức nào mình nên vui và mình nên ghi nhớ, ví dụ như là các bạn khách đầu tiên, hoặc là những cái bạn khách đã tin tưởng mình và cũng như là đã đặt commission của mình nhiều lần, thì mình vẫn nhớ họ. Và nói chung là rất là cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Có thể là trong thời gian sắp tới đây thì mình sẽ không có ra video đều như là trước đây nữa, bởi vì bây giờ thì mình cũng có một số cái công việc khác và nó sẽ khá là bận rộn hơn và có thể là không có thời gian. Như các bạn có thể thấy là thứ tư tuần này thì mình không có ra video, và cũng như là những cái video gần đây của mình á thì có một chút hơi ẩu và cũng như là không có chia sẻ nhiều với các bạn được, thì là do mình
bận quá cho nên là mình không có thời gian để mình có thể làm những cái video chỉnh chu hơn, và mình chỉ có thể là vẽ xong rồi thì mình tô luôn, có nghĩa là mình không phát thảo luôn á, cho mình không có chỉnh sửa tranh nhiều, và có thể là các bạn sẽ thấy là nó hơi fail một chút, nhưng mà hy vọng là các bạn thông cảm. Mình thì mình vẫn rất là thích làm video và cũng như là trò chuyện tâm sự với các bạn, nhưng mà có thể là trong thời gian sắp tới nha thì mình sẽ không có làm đều được nữa. Mình nghĩ là đến bây giờ thì mình vẫn đang cố gắng làm, và nếu như mà các bạn vẫn yêu thích mình thì các bạn hãy nhớ thể hiện cho mình biết là các bạn vẫn đang xem video của mình nha. Ok, video đến đây thôi, mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.